Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay một cái ngày vô cùng đặc biệt của Phi cùng những đứa con. Đặc biệt như thế nào thì Lê Hân Thiện sẽ xin tiết lộ với quý vị khi mà Lê Hân Thiện gặp gia đình của em Phi cùng những đứa con người Campuchia nha quý vị. Happy New Year, chúc mừng năm mới. Thật ra thì hôm nay là ngày Tết của Campuchia, là ngày Tết của cổ truyền của Phi. Hôm nay thì rất là tình cờ Lê Hân Thiện ghé thăm gia đình. Rồi, vô, mời bác vô. Hôm nay có đi bán vé số không Phi? Em đi ngày. Rồi, con cho bé lại đây ngồi nói chuyện với bác cái con. Bác ơi, con lại đây. Sao nói cho anh với khán giả nghe coi hôm nay là ngày gì? May ngồi đây. Rồi Phi, hôm nay là ngày gì dạ Phi? Nói lớn lên hôm nay là ngày gì? Ngày Tết hả? Rất là vui, thì đúng là hôm nay đúng là buổi sáng tương đương với ngày mùng 1 Tết cổ truyền của người dân tộc Việt Nam, thì hôm nay là đúng là ngày Tết. Rồi Phi có thể thông tin cho quý vị khán giả, những người mà rất là yêu mến những đứa con của em, thì em có thể kể cái ngày hôm nay nó như thế nào, cụ thể nó như thế nào được không Phi? Nhà đi anh. Không, em kể cái ngày Tết đó nó như thế nào, nó diễn ra như thế nào. Tháng 4 là ngày bông tay, 14 tay. 14 tay hả? Là hôm nay là ngày đầu năm mới đó hả? Dạ. Rồi em kể đi, thì cái theo cái cổ truyền thì nó như thế nào? Ni bơ này 14 tay tại Campuchia. Dạ, tháng 4 Tết Campuchia. Thì không, ý anh muốn hỏi là cái ngày Tết nó diễn ra như thế nào, cái ngày đầu năm mà năm mới của cái ngày Tết cổ truyền đó thì nó sẽ làm những cái gì trong ngày này? Em đi nhà, em đi. Thì bên nếu mà bên nước em bên Campuchia thì ngày này người ta sẽ làm gì? Tết Campuchia em biết anh em nói bữa đi Tết Campuchia em không biết không? Em cũng không biết nữa hả? Rồi hôm nay em định nói cho con nghe ngay bữa này Tết Campuchia. Em cho nghi sang bên em nghi luôn, em nghi một ngày cho con nghi. Rồi hôm nay nếu mà nghỉ một ngày ở nhà thì em sẽ làm gì trong cái ngày Tết này với những đứa con của em? Không có. Hả? Không có làm gì đâu, em đi mua đồ mua gì cho con ăn. Vậy thì có nấu nướng gì không? Có nấu nướng gì không? Hôm nay em đi mua nấu nướng gì cho con ăn? Hả? Chúc em đi mua những cái gì em kể nghe coi nào. Mua cá. Rồi gì nữa? Cho con. Cái rồi đây là quý vị một ngày trời con gái ngồi gấp lại ngày Tết Campuchia, ngày Tết cổ truyền của người Campuchia, nó cũng giống như ngày mùng 1 Tết của người Việt Nam mình đó, mà sáng đầu năm mới những đứa nhỏ cũng rất là tội nghiệp. Bây giờ sao không mặc đồ mới đi, hôm nay Tết nè, tụi con mặc đồ mới đi, nói được thay đồ mới đi, đồ mới hôm bữa bác các mạnh thường quân tặng đó. Còn bé gái này bệnh gì vậy Phi? Nóng uống thuốc rồi, nóng. Em đi băng sâu chạy xe không có mưa. Có mưa không có áo mưa, em chạy xe vô nhà luôn. Tôi ngủ nóng, em đi mua thuốc uống hết nóng rồi. Rồi thằng bé trai, thằng Mây, Mây ơi, hôm nay chích ngừa sao con? Cái chân hết chưa? Hết rồi. Còn nữa nha, còn chích 3 mũi, 2 mũi nữa đó, chích tổng cộng là 3 mũi lận. Nó bị gì? Mũi luôn. Hết bệnh rồi em mua thuốc. Con còn chích 2 mũi nữa đó nha Mây. Rồi con gái hôm nay là ngày Tết nè, con có được ba cho đồ mới hoặc là dắt đi chơi gì với mấy đứa em không con gái? Từ từ lên nha con. Từ hôm ấy đây là con. Là sao em? Nói sao? Chúc kêu ba đi chơi. Đi đâu chơi? Đi chơi trong. Thôi vậy đi nè, bây giờ là anh dặn nè, chiều nay nhân dịp Tết Campuchia, tối khoảng 6 giờ chiều anh sẽ ghé đây dắt mấy đứa nhỏ với em đi ăn. Em có nghe anh nói không? Chiều nay em có đi đâu không? Anh mới nói gì Phi nhớ không? Nói gì em nói lại coi. Anh nói chiều anh trai em đi, trai con em đi. Đi ăn gà rán nha. Rồi tụi con nè, rồi em nói cho con em nghe là bác nói vậy đi.
ông đặt con từ hộp ấy nghe cho mà của mui nhé, mà của mui nghe nhé con. Đi ăn mặc đồ mới, đặt đồ, đồ đẹp đi ăn. Ai ta thay được non da liền, nên tê. Được không con? Rồi mày mày ngồi đây, mày ngồi đây nè, rồi em nói với mày điều đó đi. Phi nói với mày là chiều nay là bác sẽ cho mặc đồ mới để mà đi ăn Tết, nói đi. Mày ông hồi con ai bẹt ai mày thôi là nghe quật nôm tật đập hộp ấy là nghe bao phủ mũi con tư đây. Rồi nha, vậy là 6 giờ chiều nay anh sẽ ghé, nhớ thay đồ đẹp, đứa nào cũng thay đồ đẹp, đồ mới Tết để mà đi ăn nha, được không? Đồng ý không? Đồng ý thì ok nè. Rồi nói cho bé nhỏ này luôn, con ngồi xuống đây, ngồi xuống. Rồi ba nói đi, ba nói cho. Rồi Phi dạy cho mấy đứa nhỏ từng đứa chúc Tết bằng Tết cổ truyền của người Campuchia đi, nói mấy đứa nhỏ chúc Tết đi, thử ra tụi nó nói được không? Kêu mấy đứa nhỏ chúc Tết đi em. May. May. Tay tay đa ly. Rồi bé lớn nè, con gái lớn ngồi sát vô nè con. Rồi chúc Tết đi con. Chúc Tết các cô chú bác đi, con chúc Tết đi. Chúc Tết ra bắt tay Campuchia. Rồi chúc đi con chúc Tết đi. Con biết không? Biết chúc Tết không? Rồi ngày xưa lúc mà Phi còn nhỏ đó thì Tết như thế này nè, thì Phi được gia đình làm cho những cái gì Phi kể nghe coi. Anh cũng chưa hiểu rõ cái ngày Tết Campuchia nó diễn ra như thế nào. Có nghĩa là lúc Phi còn nhỏ thì Tết thì nó như thế nào ở quê, ở Campuchia. Tết vô tháng 4, 14 tay, 14 tay rồi bên em 14 tay rồi. Thì thường thì hồi nhỏ em Tết ở Campuchia thì em được những cái gì? Làm những cái gì? Đi chùa hay là gia đình sum họp đi ăn uống sao? Có không? Em không có đi chùa. Chứ hồi nhỏ em Tết sao? Ba mẹ em làm cho em những cái gì ngày em, Tết? Em nói con rồi em thiếu em trai đi mua đồ ăn. Bình mua gà, mua ao một người một cái áo em mua cho con em hả? Hồi bữa mua rồi mà giờ mua. Anh mua rồi em xin con mua cho con một bộ. Thì hồi bữa mua rồi. Dạ. Bây giờ em mua nữa hay sao? Mua áo một bộ. Con xin. Rồi mua chưa? Em chưa, em chiều em chạy đi. Vậy rồi em nói là chiều nay mua gà mua cá về ăn hả? Dạ em không mua nhiều đâu anh ơi, em mua ít thôi. Nhưng mà ăn buổi trưa hay buổi chiều? Em trưa, em chiều em đi 3 giờ em. Vậy thì chiều em có đi với anh không? Đi dắt mấy đứa nhỏ đi ăn không? Đi. Mấy giờ nãy anh nói em nhớ không? Anh qua mấy giờ? 6 giờ chiều nha. Dạ. Rồi mấy đứa, hai đứa nhỏ qua đây ngồi nè, ngày Tết mà vui quá. Bé gì? Nó nói gì vậy? Không đi. Sao vậy? Đi ăn gà rán con, đi không? Hả? Tết mà, chứ con sao? Chứ chiều nay con đi đâu làm gì? May qua đây ngồi chung luôn con. Ngày Tết tụi con xâm vậy như thế này cho các cô chú bác vui nè. Rao, may đang nói gì vậy Phi? Em hả? Con nói mua đồ ăn nha. Mua đồ ăn nhà hả? Vậy chiều nay chú mua gà rán về đây ăn được không? Mặc đồ đẹp nha. 6 giờ chú ghé đây được không? Hỏi bé lại kỹ coi. Chú sẽ mua gà với nước ngọt cái đồ. Ha, vậy chiều nay 6 giờ em thay đồ mới cho tụi nhỏ ngay đây luôn, ngay đây. Anh sẽ mua gà rán với lại nước ngọt đồ về đây cho tụi nó uống rồi nó ăn ngay nhà này. Rồi em nói lại cho những đứa nhỏ là cái sự thay đổi đó đi, em nói bằng tiếng Campuchia cho các con em nó biết coi nó đồng ý hay không. Rồi nói đi. Trước tiên em nói với bé này tên gì anh quên rồi. Rod sát vô con. Pu chăm lắp pu giấy không. Vậy là chiều nay con mặc đồ mới, ăn gà rán với uống nước ngọt ngay nhà này, con chịu không? Rồi nó hiểu hả? Hiểu. Rồi em nói lại coi. Là nghe con ai biết ai thay biết sao bị chơi thay. Còn tinh ai quan tinh nông tinh đây mà hút tiền. Bao tao nông nông. Bị chơi thay bạc hàng không?
dẹp dẹp 10 bắp một bắp rồi dẹp 10 nồi dẹp 10. Nói gì? Dẹp 10. Hả? Dẹp dẹp. Đâu dẹp mới đâu? Dẹp 10 chạy đang đi băng xô mấy mấy con. Ờ rồi, em chạy đi băng xô nước nhiều em chạy xe tục một cái. Vậy là nó chịu ha, rồi đến mây đi, em nói mây như thế đi. Nghe chưa, ông tinh sạch môn, tinh pleasure, tinh tức. Giờ mà con ai hút tiệc, con ai hút đây. Ờ, con ông mà lên. Rồi đến mấy gái. Liệp, nhắm đi con. Ờ, con ông lên. Đây, hôm nay trong cái dịp năm mới này em có điện thoại về cho mẹ em ở bên Campuchia không? Em không có. Hả? Mẹ em không có, không thôi. Rồi vợ em hiện giờ đâu rồi? Giờ không qua đâu. Vợ ở Đồng Nai đâu? Có về Tết này có không về qua, đây không? Không qua luôn. Hả? Giờ không qua luôn. Rồi cái công việc bán vé số của em hôm nay như thế nào em kể cho. Tôi nói không qua luôn thôi. Tôi nói không qua không. Tôi. Rồi không, nhưng mà cái công việc bán vé số của em như thế nào? Từ bữa giờ. Ngày mai em bán. Ở bữa giờ bán được không? Bình thường không? Bình thường. À, bữa dạ, em đi bán tối ngay. Vâng. Bình thường bán tối ngay. Bán ở đâu? Bằng bình thường. Bán cũng chỗ cũ á hả? Dạ. Đường em. Rồi hôm nay có ai lại gặp em mà hỏi gì nữa không? Có. Có. Không? Có. Làm sao em kể anh nghe coi. Không nói nhiều đâu anh ơi, em nói tôi có nhà có gì mà tôi nói tôi có nhà anh thì mượn cho em rồi. À. Em không nói nhiều đâu, em không biết nói. Rồi họ nói gì nữa không? Anh nói tôi bán xô. Ba người con bán xô. Ừ. Không nói gì đâu. Vì ngày nào ngày mai em đi bán xô riêng cho anh và anh nói phim. Hả? Anh nói phim. Anh nào? Anh quay phim hả? Yeah. Anh nói sao? Anh nói ngày mai đi băng xô và đi băng xô em đi băng xô nói đi ăn anh và đi ăn hả? Nói ăn anh và nói ăn phim à. Đi băng xô ngày mai à. Bởi vì em không đi băng ngày mai em băng xô con bên băng xô 100 tờ băng 2 tiếng hết em đi cho anh và anh bằng chúc đi chúc anh đi rồi tôi bằng hết số rồi anh ơi em hết số bằng rồi em đi về rồi anh nói đi ngày nào đi bằng số nói đi ăn rồi đi ăn hả anh dắt đi ăn phim à chừng anh. Nào đi bán cái số nói anh hả nói chi vậy không biết em. Rồi anh có mua ủng hộ em không? Anh nói ít lắm, ông nói vậy đâu, nói em băng xô, ba người con. Ừ. Rồi mấy cái người mà lúc trước dọ em là nói báo công an đâu, giờ còn gặp không? Không. Ừ. Rồi sáng nay dậy sáng rồi có cho mấy đứa nhỏ ăn sáng đâu chưa? Ăn rồi. Ăn gì con? Chú làm, thích làm đi ăn cơm rồi ăn sáng. Hôm nay những người Campuchia là không ai đi làm việc gì hết hả? Nghỉ hết hả? Yeah, rồi mấy bạn bè đồ quen ở cũng ở Sài Gòn này có ghé đây chơi với em không? Không đi đâu hả? Rồi thường Tết là mấy ngày? 3 ngày. Ngày nào? Tháng 14, 15, 16. Vậy sao em không nghỉ 3 ngày luôn mà em nghỉ có ngày vậy? Lâu không được đâu. Nhưng mà nó là ngày Tết cổ truyền mà mình đi băng giống có tiền ăn cơm. Chứ tiền hồi bữa Mạnh Hùng Quân cho em giờ còn không? Hồi bữa anh có đưa cho em đó. Dạ, hả? Ai giữ? Chị cho chị bơ đi em lấy 500. Phải không? Dạ. Rồi hôm nay cũng là ngày Tết cổ truyền của cái phong tục của người Campuchia em. Thì anh cũng tiếp tục đến đây trước tiên thì trao trước cho em 2 triệu để một cái ngày đầu năm mới thật là may mắn đến với tụi em với gia đình những đứa con để em có thêm những cái chi phí thì Mạnh Hùng Quân cũng giúp em thì chắc nay mai anh cũng sẽ đưa đầy đủ hết cho em luôn
Nãy anh đi công việc ngang thì anh cũng không có đem theo tiền, anh cũng không có ý định ghé đây. Nhưng mà anh thấy nó tiện đường anh ghé, thật ra thì cũng rất là bất ngờ khi mà ghé ngay cái đúng cái ngày Tết của cổ truyền của người Campuchia, thì anh rất là vui và hạnh phúc. Anh thì muốn đem những cái hình ảnh rất là thiêng liêng, ấm cúng, đầm ấm như thế này để cho quý vị khán giả khắp mọi miền đất nước cũng như kiều bào hải ngoại xem. Thưa quý vị, hôm nay là ngày Tết cổ truyền, những hình ảnh của những đứa trẻ người Campuchia chắc chắn sẽ đem đến những điều may mắn và hạnh phúc nhất cho quý vị khi xem video này. Đây là số tiền 2 triệu anh đưa trước cho em, thì nay mai gì anh cũng sẽ đưa đầy đủ cho em hết. Rồi em có vài lời cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã chia sẻ. Em cảm ơn anh em nhiều lắm, em cảm ơn nhiều luôn. Cảm ơn anh, cảm ơn em, cảm ơn chú, cảm ơn mẹ, cảm ơn quân đó không? Lần đây rồi, bật trường số nó không? Ở quân dây luôn, sao thôi con? Rồi bây giờ trong ba đứa con đứa nào biết hát không? Đứa nào biết hát biết múa? Đứa nào? Thôi em hát một bài em tặng khán giả đi. Em hát một bài về của người Campuchia em tặng khán giả đi. Phi hát đi. Em nói Campuchia nhiều lắm, nói em Campuchia. Em không có gì đâu, em cảm ơn nhiều. Hát không? Phi biết hát không? Hát đi. Hát á. Hát á. Phi hát một bài đi. Hả? Rồi bây giờ cũng là gần 8 giờ sáng của ngày đầu năm mới của Tết Campuchia rồi, thì Phi có thể nói thêm trong ngày hôm nay những cái gì em sẽ làm như thế nào cho con em. Bây giờ 8 giờ rồi, bắt đầu khi kết thúc cái cuộc quay video gặp gỡ này thì em sẽ làm những cái gì cho con em trong ngày Tết này? Em nghỉ một ngày cho con, nghỉ một ngày chúc em đi mua đồ cho con ăn, làm cho con. Mua gì nè, em kể nghe nè. Mua thịt làm cơm. Mua thịt làm cơm hả? Làm cơm ăn. Thịt gì? Thịt dây cả đứa ăn, thịt gà, thịt heo. Rồi sao nữa em? Em mua súng cho bé. Súng hả? Tôi cho đâu chơi, xin đâu chơi. Rồi sao nữa? Nói chúc ba đi mua cho. Rồi tiếp đi em. Rồi sao nữa? Rồi đến trưa hả? Trưa rồi có đi chùa hoặc là đi chơi gì không? Rồi có điện cho mấy đứa nhỏ điện về nói chuyện với bà nội không? Không, bà nội không có điện thoại. Bà nội không có điện thoại luôn hả? Bây giờ Tết ở, bây giờ hiện giờ bên Campuchia vui lắm không? Em qua đi lâu rồi em không biết đâu. Phải không? Rồi tóc hôm nay dài rồi thì định chừng nào hết đây để có đi hết với anh nữa không? Đến chỗ bữa hết nữa không? Đi hết nữa không? Vậy là nay mai gì hết ha? Rồi thôi bây giờ ba đứa ngồi gom lại là trước khi bác kết thúc video này. Thật sự là rất là vui khi đúng ngay cái ngày mà đầu năm mới như vậy gặp những cái đứa nhỏ người Campuchia. May xích vô con. Đâu cái chân của May đâu rồi? Cái chân bữa bị thương đâu mà May? Cho bác coi coi. Đâu cái chân đâu? Hết chưa? Đây nè quý vị khán giả, thì cái chân bữa bị mái tôn xét cắt thì cũng rất là may mắn đã được một Mạnh Thường Quân ở bên nước ngoài hỗ trợ tiền để mà May chích ngừa. Nhưng mà chích 3 mũi lận, còn đã chích được 1 mũi rồi, còn 2 mũi nữa. Rồi thì đây là ngày đầu năm mới của một gia đình gà trống nuôi 3 đứa con là em Phi người Campuchia. Rồi em nhắc lại coi anh hứa với em chiều nay như thế nào để mà làm cho đúng để chiều anh tới. Không có, em nhắc lại coi chiều nay là anh sẽ đến đây như thế nào, mấy giờ và ăn cái gì. Không, anh nói với em như thế nào nè, anh nói là chiều nay sao? Chiều nay anh qua. 6 giờ chiều anh qua để mà tổ chức cái tiệc nho nhỏ cho mấy đứa nhỏ. Nhớ tụi nó sao, tắm rửa có thay đồ mới không? Rồi ok rồi, thôi cũng xin phép quý vị khán giả Lên Thiện
kết thúc video ở đây ha. Thay mặt toàn thể quý vị khán giả trên khắp mọi miền đất nước cũng như là kiều bào ở hải ngoại, chúc cho Phi với lại những đứa con trong một trong những ngày Tết năm mới thiệt là bình an và hạnh phúc. Nó nói gì vậy Phi? Xin mua xe, xe đạp băng sâu hả? Xin mua xe đạp băng sâu. Xe gì? Xe đạp hả? Con muốn mua xe đạp bán vé số hả? Con biết chạy chưa ngoài đường không hả? Sao mà chạy được? Nhưng mà xe nguy hiểm lắm. Con biết chạy xe đạp chưa? Biết rồi. Rồi thôi rồi ba đứa vô đây chuẩn bị chào quý vị khán giả, chào chú Bắc Lên Thiện nè nè nè. Mai đặt bài bài luôn. Đặt bài bài luôn. Rồi nói đi, tiếng ngô chia coi, xin bài chào quý vị mọi người coi. Rồi con bé đó lại làm duyên ơi, hay làm duyên cho ông kính lắm nè, làm duyên ơi. Hả? Rồi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Đến đây thì Lên Thiện xin tạm dừng video ở đây. Đây là một ngày Tết đúng hôm nay, ngày 14 tháng 4 là ngày Tết cổ truyền của người dân tộc Campuchia. Lên Thiện bất ngờ đi làm ngang đây và thấy tiện đường ghé vào thì đúng ngay cái ngày Tết, rất là tình cờ và vô cùng may mắn. Chiều nay thì Lên Thiện sẽ đem cho mấy đứa nhỏ những cái món ăn rất là ngon để chúng thưởng thức ngay ngày đầu năm mới. Sự cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị, xin hẹn gặp lại trong những video clip khác nha. Xin chào. Bye bye, nói đi con. Bye bye con. Bye bye.